cả những cái gà cây gọi cùng lao nè, có cả gà tiềm nè, bà chỉ quay bánh khỏi nè, thì đừng tìm. Chúng ta hãy đi vào gọi cuốn cả nhà. Mình ăn cái gặp
con. Bắp xào với lại nước. Dạ. Và trà bông. Trà bông. Hôm qua đi nhà, bữa đi nhậu với cô Hải cũng lấy xe hơi đi xong. Em đi xe chủ yếu lấy xe gì chứ? Cho cô một tí thử có ngon không? Thế này, ở đây vô cho cô mọi người chút xíu thử có ngon không? Chút thôi. Vô đây nha. À rồi, vô đây nha. Mọi người ăn thử đi. Thử đi. Cô đi bộ không? Con thấy sao? Ngon không? Ừ. Con hai bạch trưng, cuộc chiến hai bạch trưng nha ba. Đây là món bột chiên. Vậy là cùng chung sẽ hết rồi, hết ăn uống rồi được. Vui ẩm thực. Nó cũng có văn hóa đó anh ha. Đó là văn hóa bột chiên. Ở đây còn có cả món bột chiên nữa nha. Món đó rất là dân dã, mình sẽ ăn thử nha. Bột chiên nè, kèm với trứng. Có chút đu đủ nữa. Chấm vào một tí nước tương nha. Bột ở đây nó có giòn không? Bột ở đây giòn, cái lớp vỏ bên ngoài giòn mà bên trong vẫn mềm. Cái trứng cũng vừa tới, cái dưa chua bên này cũng rất là ngon. Có lẽ nó không quá nhiều dầu hả? Không quá nhiều dầu nữa. Nó vừa đủ thôi. Cái lớp bột nó cũng không quá khô. Đây là món gì vậy em? Cù lao cá hú. À, lẩu cù lao cá hú. Cảm ơn. Đựng trong một cái lẩu bằng nhôm nhìn rất là hay. Thôi hai chị mới nhắc cái lẩu cù lao này rất hay ở cái là người ta sẽ bỏ than vào trong ở giữa này và cái than sẽ làm cho cái nồi lẩu nó ấm vừa phải chính điều. Cái lẩu cù lao này rất là lâu rồi mình mới nhìn thấy, thường ở dưới miền Tây á người ta sẽ ăn như vậy thì cái than nó sẽ giữ ấm được lâu và nó rất là an toàn, không có như những cái bếp ga mà nó sẽ bếp ga hay bếp cồn, cái than này nó vừa ấm vừa phải. Đây bột chiên là món của tiểu thường của nhiều người đó. Con cũng ăn cái bột chiên ha, con ăn thử đi. Nó sôi chưa? Sôi rồi. Bây giờ nó nóng, nó giữ nóng, nóng lên tăng rồi. Bây giờ nó giữ nóng, sẽ có một cái giống như kiểu canh chua vậy đó. Canh chua nhà. Kiểu như vậy. Cho tí dầu mùi và đậu bắp. Còn cá hú đây, ai ăn thì có thể rớt thêm ra. Món này ăn như là kiểu canh chua vậy á. Trong những ngày Tết mà ngán thịt cá quá thì ăn cái món này mình nghĩ sẽ rất là hợp. Dễ ăn mà không có ngán thịt mỡ bánh chưng. Món này ăn rất là thơm mát. Có cà chua và thơm, nhập mùi. Còn bắp nữa. Ăn với sợi cuốn nhỏ nha. Sườn trông hấp dẫn quá. Còn đây là chén lâm. Ở hẻm 12 này có rất là nhiều món ăn truyền thống Việt Nam được mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi.